thượng tọa giác rằng dẫn nhập pháp thoại hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giả. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Sư, đảnh lễ chư Tôn Đức Thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, trong một bài học cách đây vài tuần, chúng tôi có nói rằng có một cái thiếu sót mà chúng tôi trong lúc soạn giáo trình lại không có làm được. Đó là giới thiệu về các phẩm hay là quốc giác ở trong Trung Bộ Kinh. Trung Bộ Kinh có 152 bài kinh, và hầu hết ngoại trừ hai phẩm cuối đó thì hầu hết tất cả các phẩm đều có 10 bài kinh. Như vậy là chúng ta có khoảng 15 phẩm, và những phẩm này được sắp xếp từ cái số lẻ của ví dụ từ 1 cho đến 10, rồi 11 cho đến 20, 20 đến 30, mỗi 10 bài như vậy là một phẩm. Bài kinh này là bài kinh số 91. Chúng ta bước qua phẩm gọi là phẩm Brahmana, phẩm Phạm Chí hay phẩm Bà La Môn. Khi mà người Phật tử mà nghe chữ Bà La Môn có lẽ chúng ta rất là quen thuộc, nhưng mà chúng ta không thấy được cái tính cách quan trọng của những người Bà La Môn hay là Bà La Môn giáo đối với giáo pháp của Đức Phật. Khi mà Đức Thế Tôn ngày đem giáo pháp hoằng hóa như cuộc đời, thì thưa quý vị, giáo lý Bà La Môn là giáo lý có ảnh hưởng rất lớn ở tại Ấn Độ, và do vì những cái đối thoại hay những gì liên hệ đến Bà La Môn giáo đó có những cái dấu ấn rất là quan trọng ở trong lịch sử của kinh điển đạo Phật. Ngày hôm nay thì chú ý chúng ta cũng khởi đầu phẩm Bà La Môn với một câu chuyện của Bà La Môn Brahmayu, một Bà La Môn thông thái được nhiều sự kính trọng, và đặc biệt là một người có cái tư chất rất là tốt. Vị này đã đến với Đức Phật, và qua cái cuộc đàm luận vị này đã nhận lời chia sẻ nào. Bây giờ mời quý Phật tử lắng nghe phần chánh kinh, và sau đó thì chúng ta sẽ khung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Sư giảng dạy ý nghĩa rộng rãi của bài học này. Bài 91 Kinh Brahma Yú, Brahma Yú Sutta, phân đoạn 48 đến 441. Brahma Yú là tên một Bà La Môn trưởng lão rất nổi tiếng ở Mithila, là một người có thực tài, thực học và đức độ. Vì nghe tiếng đồn tốt lành về Đức Phật, đã sai một đệ tử tên Uttara đến quan sát tướng cách cao quý của Đức Phật. Những gì Uttara đã thấy và thuật lại cho chúng ta làm một mô tả chi tiết về tướng hảo, phong cách y như tế hạnh của một bậc điều ngự trượng phu. Đoạn sau ghi lại câu chuyện Bà La Môn Brahmayú đã tự thân đến diện kiến Đức Phật, bày tỏ sự cung kính rất mực và được nghe pháp. Kết cục của câu chuyện là hình ảnh rất đẹp của một con người được chuyển hóa bằng chánh pháp cao cả. 438. Mong ước của một phạm chí danh tiếng. Bà La Môn Brahmayú là người tinh thông Tam Vệ Đà, niên cao lập trưởng, thuộc giới thượng lưu danh giá ở Mithila. Nghe tiếng Đức Phật, với sự khao khát muốn biết về Phật, nên sai một đệ tử kiệt xuất là Uttara đi tìm hiểu. Kinh văn: như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn du hành ở Ví Đề Há cùng với đại chúng kheo khoảng 500 vị. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Brahmayú trú tại Mithila, Vilatta, già yếu niên cao, lập lớn, đã đến tuổi trưởng thượng, đã gần mãn cuộc đời, tuổi đã đến 120. Một vị đọc tụng thánh điển, chấp trì chú thuật,
tinh thông ba tập Veda, giới tự dừng, lễ nghi, ngữ nguyên và thứ năm là các cổ truyện, thông hiểu từ ngữ và văn tạm, thâm hiểu thuận thế luận và đại chứng đại nhân tướng. A la môn Brahma vú có nghe sa môn Gotama là thích tử xuất gia từ dòng họ sắc giá thích gia đang du hành ở phi đế há cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị. Tín đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về tôn giả Gotama. Đây là Thế Tôn bậc A la hán chánh đẳng giác minh hạnh túc thiền thệ thế gian giải vô thường sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Với thánh trí ngài tự thân chứng ngộ thế giới này cùng với thiên giới tạm thiên giới cùng với chúng sa môn đại la môn các loài trời và người. Khi đã chứng ngộ ngài còn tuyên thuyết điều ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện trung thiện hậu thiện văn nghĩa đầy đủ. Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch tốt đẹp thay sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy. Lúc bấy giờ, đệ tử của Bà La Môn Brahma Vú là thanh niên Uttara, một vị đọc tụng thánh điển, chấp trì chú thuật tinh thông ba tập Veda, giới tự dựng, lễ nghi. Ngữ nguyên và thứ năm là các cổ truyện, thông hiểu từ ngữ văn phạm, thâm hiểu thuận thế luận và đại chứng nhân tướng. Rồi Bà La Môn Brahma Vú bảo thanh niên Uttara, này Uttara thân mến, sa môn Gotama này là thích tử xuất gia từ dòng sắc giả Thích Ca đang du hành ở phí đê há cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị. Tốt đẹp thay được ý kiến một vị a la hán như vậy. Uttara thân mến, hãy đi đến sa môn Gotama. Sau khi đi đến, hãy tìm hiểu sa môn Gotama có phải là tôn giả Gotama như tiếng đã đồn hay là không phải, hay là tôn giả Gotama như thế này hay là phải như thế này. Chính nhờ ông mà chúng sẽ biết về tôn giả Gotama. Thưa tôn giả, làm sao tôi biết tôn giả Gotama có phải là tôn giả Gotama như tiếng đã đồn hay là không phải, hay là tôn giả Gotama như thế này hay là không phải như thế này? Này Uttara thân mến, theo thánh điển của chúng ta được truyền lại về 32 đại nhân tướng, những ai có 32 tướng ấy sẽ chọn một trong hai con đường, không có con đường nào khác. Nếu là tại gia sẽ thành vị chuyển luân thánh dương, chinh phục mọi quốc độ, đầy đủ 7 món báo. 7 món báo này là xa báo, voi báo, ngựa báo, châu báo, ngọc nữ báo, cư sĩ báo và thứ 7 là tướng quân báo. Và vị này có hơn 1.000 con trai là những vị anh hùng quay phong lẫm liệt chiến thắng ngoại quân. Vị này thống lãnh quả đất cùng tận cho đến đại dương, trị vì với chánh pháp, không dùng gậy, không dùng dao. Nếu vị này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị này sẽ chứng quả A-la-hán, chánh đẳng giác, quét sạch mê lầm ở đời. Này Uttara thân mến, ta đã cho con chú thuật, con đã nhận những chú thuật ấy. Thưa dân tôn giả, 439, những gì thấy từ tôn nhan của Đức Phật. Kinh văn, thanh niên Uttara dân đáp Bà La Môn Brahma Vú, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Bà La Môn Brahma Vú, giữ thân hướng về phía hữu rồi ra đi du hành đến Thế Tôn ở Ví Đê Há, tuần tự du hành đi đến Thế Tôn. Sau khi đến nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thanh niên Uttara tìm xem 32 đại nhân tướng trên thân Thế Tôn. Thanh niên Uttara thấy trên thân Thế Tôn phần lớn
32 đại nhân tướng trừ hai tướng. Đối với hai đại nhân tướng ấy, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã âm tàn và tướng lưỡi rộng dài. Rồi Thế Tôn nghĩ rằng, thanh niên Uttara này thấy ở nơi ta phần lớn 32 đại nhân tướng trừ hai tướng. Đối với hai đại nhân tướng ấy, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã âm tàn và tướng lưỡi rộng dài. Thế Tôn liền dùng thần thông khiến thanh niên Uttara thấy được tướng mã âm tàn của Thế Tôn. Và Thế Tôn le lưỡi, rờ đến, liếm đến hai lỗ tai, rờ đến, liếm đến hai lỗ mũi, và dùng lưỡi che khắp cả vùng trán. Rồi thanh niên Uttara suy nghĩ, Sa môn Gotama có đầy đủ 32 đại nhân tướng, vậy ta hãy theo sát Sa môn Gotama để dò xem các uy nghi của ngài. Rồi thanh niên Uttara trong 7 tháng theo sát Thế Tôn như bóng không bao giờ rời hình. Rồi thanh niên Uttara sau 7 tháng khởi hành đi đến Mithila ở Ví Đê Há, tuần tự du hành đi đến Mithila, rồi đến Bà La Môn Brahma Ma Vú. Sau khi đến ảnh lễ Bà La Môn Brahma Ma Vú, rồi ngồi xuống một bên Bà La Môn Brahma Ma Vú, nói thanh niên Uttara đang ngồi một bên, này Uttara thân mến, có phải tiếng đồn về tôn giả Gotama là đúng như vậy không? Phải khác. Có phải tôn giả Gotama là như vậy? Không phải khác. Tiếng đồn về tôn giả Gotama đúng như vậy, không phải khác. Tôn giả Gotama là như vậy, không phải khác. Và tôn giả Gotama ấy có đầy đủ 32 đại nhân tướng. Tôn giả Gotama có lòng bàn chân bằng phẳng. Đây là đại nhân tướng của đại nhân tôn giả Gotama. Dưới hai bàn chân tôn giả Gotama có hiện ra hình bánh xe với ngàn tâm xe, với trục xe dành xe, với các bộ phận hoàn toàn đầy đủ. Tôn giả Gotama có gót chân thon dài. Tôn giả Gotama có ngón tay, ngón chân dài. Tôn giả Gotama có tay mềm mại. Tôn giả Gotama tay chân có màng da như lưới. Tôn giả Gotama có mắt cá tròn như con sò. Tôn giả Gotama có ống chân to như con dê rừng. Tôn giả Gotama đứng thẳng, không có cong lưng xuống, có thể rời đầu gối với hai bàn tay. Tôn giả Gotama có tướng mã âm tàn. Tôn giả Gotama có màu da như đồng, màu sắc như vàng. Tôn giả Gotama có da trơn mướt, khiến bụi không có thể bám dính vào. Tôn giả Gotama có lông da mọc từng lỗ lông một, mỗi lỗ chân lông có một lông. Tôn giả Gotama có lông một xoáy tròn thẳng lên, mọi sợi lông đều như đều vậy, màu xanh đậm như thuốc bôi mắt, xoáy lên từng xoáy tròn nhỏ và xoáy về hướng mặt. Tôn giả Gotama có thân hình cao thẳng. Tôn giả Gotama có bảy chỗ tròn đầy. Tôn giả Gotama có nửa thân trước như thân con sư tử. Tôn giả Gotama không có lõm khuyết xuống giữa hai vai. Tôn giả Gotama có thân thể cân đối như cây bàn, bề cao thân ngang, bằng bề dài hai tay sải rộng. Bề dài hai tay sải rộng ngang bằng bề cao của thân. Tôn giả Gotama có bán thân trên vuông tròn. Tôn giả Gotama có dị hết sức sắc bén. Tôn giả Gotama có quai hàm như con sư tử. Tôn giả Gotama có 40 răng. Tôn giả Gotama có răng đều đặn. Tôn giả Gotama có răng không khuyết hở. Tôn giả Gotama có răng cửa trơn láng. Tôn giả Gotama có tướng lưỡi rộng dài. Tôn giả Gotama có giọng nói tuyệt diệu như tiếng chim ca lanh tần già, cá lá quý cá. Tôn giả Gotama có hai mắt màu xanh đậm. Tôn giả Gotama có lông mi con bò cái. Tôn giả Gotama giữa hai lông mày có sợi lông trắng mọc lên mịn màng như bông hẹ, bông nhẹ.
Tôn giả Gautama có nhục kế trên đầu. Đây là dạ đại nhân tướng của đại nhân Tôn giả Gautama. Khi Tôn giả Gautama đi, ngài bước chân mặt trước, không đặt chân xuống quá xa, không rút chân lên quá gần, không bước quá mau, không bước quá chậm. Khi đi đầu gối không da chạm đầu gối, khi đi mắt cá không da chạm mắt cá. Ngài đi không co bắp dế lên, không duỗi bắp dế xuống, không đưa bắp dế vào trong, không đưa bắp dế ra ngoài. Khi đi, Tôn giả Gotama chỉ di động phần thân ở dưới và không dùng toàn thân lực. Khi ngó quanh, Tôn giả Gotama ngó quanh dưới toàn thân. Khi đi, không có ngẩng mặt lên, không cúi mặt xuống, không ngó quanh và chỉ ngó xuống khoảng một tầm. Dú gám mắt tăng, bề dài một cái cài, xa hơn, tri kiến được mở rộng. Ái na quá tăng, không bị che đậy. Khi đi vào nhà, Tôn giả Gotama không ngửa thân về phía sau, không cúi thân về phía trước, không đưa thân về phía trong, không đưa thân về phía ngoài. Vị ấy, quay lưng không quá xa ghế ngồi, không quá gần ghế ngồi. Trên ghế, không nắm chặt thành ghế, không gieo thân ngồi xuống ghế. Khi ngồi trong nhà, ngài không rung tay, không rung chân, không ngồi chéo đầu gối với nhau, chéo mắt cá với nhau, không ngồi tay chống càn. Khi ngồi trong nhà, không có sợ hãi, không có run rẩy, không có dao động, không có hoảng hốt. Như vậy, Tôn giả Gotama ngồi, không sợ hãi, không run sợ, không dao động, không hoảng hốt. Lông tóc không dựng ngược, thiền tịnh độc cư. Khi nhận nước, để rửa bát, không chút bình bát lên, không chút bình bát xuống, không quay bình bát vào phía trong, không xoay bình bát, nhận nước không quá ít, không quá nhiều. Ngài rửa bát, không sanh tiếng động, rửa bát không xoay tròn bình bát, không đặt bình bát xuống đất rồi rửa tay. Khi hai tay rửa xong, bát cũng rửa xong. Khi bát rửa xong, tay cũng rửa xong. Ngài đổ bình bát không quá xa, không quá gần và không dậy nước cùng khắc. Khi ngài nhận cơm, không chút bình bát lên, không chút bình bát xuống, không xoay bình bát vào phía trong, không xoay bình bát ra phía ngoài. Nhận cơm không quá ít, không quá nhiều. Ngài ăn đồ ăn phải với cơm, không có bỏ miếng cơm, chỉ lựa miếng thức ăn. Tôn giả Gotama đưa miếng cơm quanh miệng 2-3 lần rồi mới nuốt. Không hộp cơm nào được vào trong thân không bị nghiến nát, và không một hộp cơm nào còn lại trong miệng trước khi ăn miếng cơm khác. Tôn giả Gotama không thưởng thức chỉ ăn khi ăn đồ ăn, không thưởng thức lòng tham dị. Tôn giả Gotama ăn đồ ăn có đầy đủ 8 đức tánh, không phải để vui đùa, không phải để tham mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ phạm hạnh, nghĩ rằng như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không lỗi lầm, sống được an ổn. Ngày ăn xong lấy nước rửa bát, không chút bình bát lên, không chút bình bát xuống, không xoay bình bát vào phía trong, không xoay bình bát ra phía ngoài. Nhận nước không quá ít, không quá nhiều. Ngài rửa bát không sanh tiếng động, rửa bát không xoay tròn bình bát, không có đặt bình bát xuống đất rồi rửa tay. Khi hai tay rửa xong, bình bát cũng rửa xong. Khi bình bát rửa xong, hai tay cũng rửa xong. Ngài đổ nước bình bát không quá xa, không quá gần, không dậy nước cùng khắp. Khi ăn xong, ngài đặt bình bát xuống đất, không quá xa, không quá gần. Không phải không nghĩ đến bình bát, cũng không quá lo cho bình bát. Khi ăn xong, ngài ngồi xuống im lặng một lát, nhưng không để quá thì giờ, nói lời tùy hỷ, công đức. Ngài nói lời tùy hỷ, công đức, không chỉ trích bữa ăn ấy, không mong bữa ăn khác. Trái lại, ngài giới pháp thoại khai thị hội chúng ấy, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ.
Ngày sau khi giới pháp thoại khai thị, hội chúng ấy khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Ngài đi không quá mau, không quá chậm, Ngài đi không phải như muốn lánh xa hội chúng ấy. Tôn giả Gotama đáp y: không kéo lên quá cao trên thân, không kéo xuống quá thấp, không dính sát vào thân, không lơi ra khỏi thân, gió thổi không thoát y khỏi thân, tôn giả Gotama. Bụi nhớt không dính chân thân, tôn giả Gotama. Đi đến tu viện, Ngài ngồi trên ghế đã soạn sẵn, sau khi ngồi liền rửa chân. Dạ, tôn giả Gotama không sống chú tâm vào công việc làm đẹp hai chân. Ngài ngồi kiết già, lưng thẳng và đặt niệm trước mặt. Ngài không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai. Tôn giả Gotama ngồi, tâm hướng đến lợi mình, lợi người, lợi cả hai, lợi toàn thế giới. Đi đến tu viện, Ngài thuyết pháp cho hội chúng, không tán dương hội chúng ấy, không chỉ trích hội chúng ấy, trái lại, giới pháp thoại khai thị hội chúng ấy, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Tiếng nói thoát ra từ miệng tôn giả Gotama có tám đức tánh, lưu loát, dễ hiểu, dịu ngọt, nghe rõ ràng, sung mãn, phân minh, thâm sâu và gian động. Khi tôn giả Gotama giải thích cho hội chúng với tiếng nói của mình, tiếng nói không vượt ra khỏi hội chúng. Hội chúng sau khi được cả Gotama khai thị, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho thích thú, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Dẫn quay nhìn lại, không muốn rời bỏ. Chúng con thấy tôn giả Gotama đi, chúng con thấy tôn giả đứng, chúng con thấy tôn giả ngồi im lặng trong nhà, chúng con thấy tôn giả ăn trong nhà, chúng con thấy tôn giả sau khi ăn ngồi im lặng, chúng con thấy tôn giả sau khi ăn xong nói lời tùy hỷ không đứt, chúng con thấy tôn giả đi trở về tu viện, chúng con thấy tôn giả đi đến tu viện ngồi im lặng, chúng con thấy tôn giả đi đến tu viện thuyết pháp cho hội chúng. Như vậy và như vậy là tôn giả Gotama ấy, và lại còn nhiều hơn nữa, và còn lại nhiều hơn như vậy nữa. Khi nghe nói vậy, Bà La Môn Brahma Yú từ ngồi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và ba lần nói lời cảm hứng sau đây: lãnh lễ Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác, lãnh lễ Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác, lãnh lễ Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác. Có thể tại một chỗ nào, thời gian nào chúng tôi sẽ đi đến gặp tôn giả Gotama ấy, có lẽ sẽ một cuộc nói chuyện. 440 mắt thấy tai nghe, cõi lòng rộng mở, cơ duyên đầy đủ, thậm chí trăm ma dú tự thân diện kiến và hội pháp từ Đức Phật. Kinh văn: rồi Thế Tôn từng tự du hành Bí Đê Há và đi đến Ní Thí La, ở đấy Thế Tôn trú tại rừng xoài Mát Kha Đê Quá ở Ní Thí La. Các là Bà La Môn gia chủ ở Ní Thí La nghe nói Sa Môn Gotama là thích tử, xuất gia từ dòng họ Thích Ca, đang đi du hành ở Ví Đê Há cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị, đã đến Ní Thí La và hiện trú ở rừng xoài Mát Kha Đê Quá tại Ní Thí La. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về tôn giả Gotama: Sa môn Gotama là thích tử, xuất gia từ dòng họ Sắc Giá Thích Ca, đang du hành ở Ví Đê Há cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về tôn giả Gotama: đây là Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, Điều Ngự Trường Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn, giới thắng trí. Ngài tự thân chứng ngộ thế giới này cùng với thiên giới, phạm thiên giới, cùng với chúng sa môn, bà la môn, các loài trời và loài người. Khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ.
Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nhân nghĩa đầy đủ. Ngài tuyên dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, trong sạch, tốt đẹp thay sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy. Rồi Bà La Môn, gia chủ ở Mí Thí La, đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đi đến, một số đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Một số nói lên những lời chào đón hỏi thăm Thế Tôn. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Một số chắp tay hướng vái Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Một số xưng danh họ, rồi ngồi xuống một bên. Một số im lặng, rồi ngồi xuống một bên. Bà La Môn, Brahma Vú nghe như sau: Sa môn Gotama là Thích Tử, xuất gia từ dòng họ Thích Ca, đã đến Mí Thí La và trú ở Mí Thí La tại rừng xoài Makha Đê Quá. Rồi Bà La Môn, Brahma Vú đi đến rừng xoài Makha Đê Quá cùng với một số đông thanh niên Bà La Môn. Khi đến không xa rừng xoài bao nhiêu, Bà La Môn Brahma Vú khởi lên ý nghĩ: Thật không thích đáng cho ta đến ý kiến Sa môn Gotama mà không báo trước. Rồi Bà La Môn Brahma Vú bảo một người thanh niên: Này thanh niên, hãy đi đến Sa môn Gotama. Sau khi đến, hãy nhân danh ta hỏi thăm Sa môn Gotama có ít bệnh, ít não, an, có mạnh khỏe, lạc trú. Thưa tôn giả Gotama, Bà La Môn Brahma Vú hỏi thăm tôn giả Gotama có ít bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú và thưa như sau: Thưa tôn giả Gotama, Bà La Môn Brahma Vú già yếu, niên cao lập lớn, đã đến tuổi trưởng thượng, đã gần mãn cuộc đời, tuổi đã đến 120, một tập tụ điển, chấp trì chú thuật tinh thông ba tập Vê Đá, giới tự dựng, lễ nghi, ngữ nghiên và thứ năm là gốc cổ truyện, thông hiểu từ ngữ và văn phạm, thâm hiểu thuận thế luận và đại chứng nhân tướng. Thưa tôn giả, đối với các Bà La Môn gia chủ sống tại Bí Thí La, Bà La Môn Brahma Vú được xem là tối thượng về phương diện tài sản. Bà La Môn Brahma Vú được xem là tối thượng về phương diện chú thuật Manta. Bà La Môn Brahma Vú được xem là tối thượng về phương diện tuổi tác và danh vọng. Vị ấy muốn ý kiến tôn giả Gotama. Thưa dân tôn giả, thanh niên ấy dâng đáp Bà La Môn Brahma Vú: Đi đến Thế Tôn, sau khi đi đến nói lên những lời chào đón hỏi thăm Thế Tôn, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền đứng một bên. Đứng một bên, thanh niên ấy bạch Thế Tôn: Thưa tôn giả Gotama, Bà La Môn Brahma Vú hỏi thăm tôn giả Gotama có ít bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú. Thưa tôn giả Gotama, Bà La Môn Brahma Vú già yếu và đại nhân tướng. Thưa tôn giả, đối với các Bà La Môn gia chủ sống ở Mí Thí La, Bà La Môn Brahma Vú được xem là tối thượng về phương diện tài sản. Bà La Môn Brahma Vú được xem là tối thượng về phương diện chú thuật Manta. Bà La Môn Brahma Vú được xem là tối thượng về phương diện tuổi tác và danh vọng. Vậy ấy muốn ý kiến tôn giả Gotama. Này thanh niên, nay Bà La Môn Brahma Vú hãy làm những gì vậy ấy nghĩ là hợp thời. Rồi vị thanh niên ấy đi đến Bà La Môn Brahma Vú. Sau khi đến, liền thưa với Bà La Môn Brahma Vú: Tôn giả đã được Sa Môn Gotama chấp nhận. Nay tôn giả hãy làm gì? Hãy làm những gì tôn giả nghĩ là hợp thời. Rồi Bà La Môn Brahma Vú đi đến Thế Tôn. Hội chúng ấy thấy Bà La Môn Brahma Vú từ xa đi đến, sau khi thấy liền tránh chỗ hai bên, vì vị này được nhiều người biết đến và có danh vọng. Bà La Môn Brahma Vú nói với hội chúng ấy: Thôi vừa rồi, các tôn giả hãy ngồi trên chỗ ngồi của mình. Ở đây tôi sẽ ngồi gần Sa Môn Gotama.
Rồi Bà La Môn Brahma Vú đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến nói lên những lời chào đón hỏi thăm Thế Tôn, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên, Bà La Môn Brahma Vú tìm xem 32 đại nhân tướng trên thân Thế Tôn. Bà La Môn Brahma Vú thấy phần lớn 32 đại nhân tướng trên thân Thế Tôn, trừ hai tướng, đối với hai đại nhân tướng ấy, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã âm tàn và tướng lưỡi rộng vàng. Rồi Bà La Môn Ma Vú nói với Thế Tôn những bài kệ sau đây. Tôn giả Gotama, 32 đại nhân tướng con được nghe nói đến, hai tướng con không thấy trên thân của tôn giả mã âm tàng, bậc tối thượng loài người, ngài có hay không có, hay là tướng nữ nhân, hay là lưỡi ngài quá ngắn, hay lưỡi ngài rộng dài, để con như thật biết. Hãy đưa lưỡi ngài ra, mong đại tiên nhân trừ nghi cho chúng con. Vì an lạc hiện tại, vì hạnh phúc tương lai, chúng con xin được phép hỏi điều muốn được biết. Thế rồi Thế Tôn suy nghĩ, Bà La Môn Brahma Vú này, thấy trên thân ta phần lớn 32 đại nhân tướng trừ hai tướng, đối với hai đại nhân tướng ấy, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là mã tướng âm tàn và tướng lưỡi rộng dài. Thế Tôn liền dùng thần thông khiến Bà La Môn Brahma Vú thấy được tướng mã âm tàn của Thế Tôn, và Thế Tôn le lưỡi rờ đến liếm đến hai lỗ tai, rờ đến liếm đến hai lỗ mũi, và dùng lưỡi che khắp cả vùng trán. Rồi Thế Tôn trả lời Bà La Môn Brahma Vú với bài kệ: 32 đại nhân tướng ông đã được nghe đến, đều có trên thân ta, hiền giả giới có nghi, đều cần biết đã biết, đều cần tu đã tu, đều cần trừ đã trừ, do vậy ta là Phật. Này Bà La Môn, vì an lạc hiện tại, vì hạnh phúc tương lai, ông được phép vấn hỏi những điều ông muốn biết. Rồi Bà La Môn Brahma Vú suy nghĩ như sau: Ngài Sa Môn Gotama đã cho phép ta, vậy ta nên hỏi Sa Môn Gotama về mục đích hiện tại hay tương lai. Rồi Bà La Môn Brahma Vú suy nghĩ: Ta đã thiện xảo về mục đích hiện tại, và các người khác hỏi ta về mục đích hiện tại, vậy ta hỏi Sa Môn về mục đích tương lai. Rồi Bà La Môn Brahma Vú dùng bài kệ thưa Thế Tôn: Thế nào là Bà La Môn? Thế nào là Thông Vệ Đà? Thế nào là Ba Minh? Thế nào gọi Cát Tường? Thế nào là Ứng Cúng? Thế nào bậc Viên Mãn? Thế nào bậc Mâu Ni? Thế nào gọi Phật Đà? Rồi Thế Tôn dùng bài kệ trả lời Bà La Môn Brahma Vú: Ai biết được đời trước, thấy được, thấy thiện thú, ác thú, đoạn tận được tái sanh, thắng trí được viên mạng, vì ấy gọi Mâu Ni. Ai biết tâm thanh tịnh, giải thoát gọi tham dục, sanh tử đều đoạn tận, tạm hành được viên thành, thông đạt nhất thiết pháp, vì ấy xưng Phật Đà. Khi được nghe vậy, Bà La Môn Brahma Vú từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, cúi đầu xuống dưới chân Thế Tôn, dùng miệng hôn xung quanh chân Thế Tôn, lấy tay rờ xung quanh và tự xưng danh: Thưa Tôn giả Gotama, con là Bà La Môn Brahma Vú. Và hội chúng ấy tâm tư trở thành kinh dị, chi diệu, thật chi diệu thay, thật hy hữu thay. Đại uy lực, đại thần lực của vị Sa Môn đã khiến cho Bà La Môn Brahma Vú này dễ danh tiếng, danh vọng như vậy, lại hạ mình tối đa như vậy. Rồi Thế Tôn nói về Bà La Môn Brahma Vú: Thôi vừa rồi,
Bà La Môn, hãy đứng dậy, ông hãy ngồi trên ghế của ông, vì tâm của ông đã hoan hỷ đối với ta. Rồi Bà La Môn Brahmayú sau khi đứng dậy liền ngồi trên ghế của mình. Rồi Thế Tôn thứ lớp thuyết pháp cho Bà La Môn Brahmayú, thuyết về bố thí, thuyết về trì giới, thuyết về các cõi trời, trình bày sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự ô nhiễm của dục lạc và sự lợi ích của xuất ly. Khi Thế Tôn biết tâm của Bà La Môn Brahmayú đã sẵn sàng, đã thu nhu thuận, không còn chướng ngại, được phấn khởi, được tính thành, liền thuyết pháp mà chư Phật đã đề cao, tức là khổ, tập, diệt, đạo, cũng như tấm vải thuần bạch, được gột rửa các vết đen, sẽ rất dễ thấm màu nhuộm. Cũng vậy, chính tại chỗ ngồi này, pháp nhãn xa trần ly xấu khởi lên trong tâm Bà La Môn Brahmayú, phàm pháp gì được tập khởi lên đều bị tiêu diệt. Bà La Môn Brahmayú thấy pháp, chứng pháp, ngộ pháp, thể nhập vào pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do dự diệt tận, chứng được tự tin, không y cứ nơi người khác. Đối với đạo pháp của Đức Bổn Sư, Bà La Môn Brahmayú liền bạch Thế Tôn: thật chi diệu thay tôn giả Gotama, thật chi diệu thay tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị văng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp và quy y chúng tỳ kheo môn tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử từ nay cho đến mạng chung. Con xin trọn đời quy ngưỡng mong tôn giả Gotama ngày mai nhận lời mời của con đến dùng cơm với chúng tỳ kheo. 441. Con đường đi đến Tịnh Cư Thiên. Không phải chỉ có ngưỡng kính Đức Phật mà Bà La Môn Brahmayú còn lãnh hội pháp và có những thành tựu quan trọng trên con đường giác ngộ giải thoát. Kinh văn: Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Bà La Môn Brahmayú khi được biết Thế Tôn đã nhận lời, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về ngài rồi ra đi. Bà La Môn Brahmayú sau khi đêm ấy đã mãn, sau khi đã sửa soạn tại trú xá của mình các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm, liền bảo thì giờ cho Thế Tôn: tôn giả Gotama, nay đã đến giờ, cơm đã sẵn. Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y, lấy y bát đi đến trú xá của Bà La Môn Brahmayú. Xong đến liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn với chúng tỳ kheo. Bà La Môn Brahmayú tự tay làm cho chúng tỳ kheo với Đức Phật là vị cầm đầu thỏa mãn bằng những món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm. Rồi Thế Tôn sau 7 ngày liền khởi sự du hành ở Phí Đê Há. Sau khi Thế Tôn ra đi không bao lâu, Bà La Môn Brahmayú mệnh chung một số đông tỳ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: Bà La Môn Brahmayú đã mệnh chung, sanh thú của vị ấy là gì, tương lai tái sanh thế nào? Này các tỳ kheo, Bà La Môn Brahmayú là bậc hiền triết, vị ấy theo pháp đúng với chánh pháp, không có phiền nhiễu ta với những kiện cáo về chánh pháp. Tham ma thiết cá rá năng. Này các tỳ kheo, Bà La Môn Brahmayú sau khi đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được quá sanh, từ chỗ ấy nhập niết bàn, không có trở lui đời này nữa. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Dịch giả và Thượng Thích Minh Châu phân đoạn và chú thích tỳ kheo giác đẳng. Con đã đọc xong.
À, sau đây chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Tế Sư giảng dạy bài học hôm nay. Nam mô Thầy. À, chúng con cũng thỉnh Ngài Tề Siêu cầm mic ạ. Xin lỗi quý vị có nghe được không? Bạch Thượng tọa Tuệ Sư, Thượng tọa có ở trước máy và Thượng tọa có nghe được không? Nếu Thượng tọa Tuệ Sư nghe được, xin Thượng tọa có thể cầm mic. Dạ, kính thưa Thượng tọa. Xin hỏi quý vị có nghe chúng tôi là xin cảm ơn. Anh Nam Mô Bụt Thầy, kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ tăng chúng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, bài kinh hôm nay nói về 32 đại nhân tướng của Đức Phật cùng với các vẻ đẹp
của Đức Phật. Từ những cái bài kinh như vậy, chúng ta sẽ biết được thân tướng của Đức Thế Tôn như thế nào. Ở đây thưa quý vị, nói về 32 đại nhân tướng thì trong kinh Trường Bộ và những cái bài kinh khác ở trong kinh Tạng có đề cập đến giống nhau, nhưng mà riêng về 80 vẻ đẹp Anupyanjana thì có khác nhau đôi chút. Như là chúng ta nghe đọc đến những cái cử chỉ sinh hoạt của Đức Phật mà thanh niên Bà La Môn Uttara đã thưa chuyện với thầy của mình là Bà La Môn Brahmayu. Ở trong sư giải Bát Thám Ma Bồ Thí Kệ Thà, tức là cái sơ thời giác ngộ, khi đề cập đến cái buổi sơ thời giác ngộ của Đức Phật thì nói đến Đức Phật có liên quan đến 80 Anupyanjana, 80 vẻ đẹp, thì có khác một chút. Nhưng mà ở đây dù nói như thế nào đi nữa thì Đức Thế Tôn vẫn là Tứ Hảo Quang Minh, ở đây thưa quý vị, Bà La Môn Brahmayu có niềm tin nơi Đức Phật là dựa vào 32 đại nhân tướng của Đức Phật. Nhưng mà những người khác thì khi mà họ có niềm tin ở Đức Phật, họ dựa vào bốn cái pháp
Rupa-pa-mana tức là dựa vào cái thân tướng mà khởi lên lòng tin như Bà La Môn Brahma Vú ở đây. Thứ hai, Khosapamana tức là dựa vào cái âm thanh, cái giọng nói của Đức Phật mà họ khởi lên cái lòng tin. Thứ ba gọi là Lukkappamana tức là dựa vào cái khổ hạnh của Đức Phật và khởi niềm tin. Như là họ nghĩ rằng là Đức Phật đã từ bỏ phương quyền đế vị, từ bỏ cái sự sang trọng giàu có của vua chúa để ngài đi tầm cầu với sự giải thoát. Ngài trở thành một vị sa môn sống một đời sống thanh hạnh, đi khất thực mà ăn vân vân. Họ nghĩ đến chỗ đó cho nên họ khởi cái lòng tin và thứ tư gọi là Dhammapamana tức là dựa vào giáo pháp mà Đức Thế Tôn thuyết mà họ khởi lên cái lòng tin sau khi nghe và hiểu. Thì ở đây trong mỗi trường hợp mà chúng ta nghe những người đi đến Đức Thế Tôn và được Đức Thế Tôn ngày nhiếp hóa trở thành đệ tử tại gia hay xuất gia đều nằm ở trong bốn cái yếu tố để dựa dựa trên bốn yếu tố đó mà khởi lên cái lòng tin. Thì chúng ta nắm căn bản như vậy. Ở trường hợp Bà La Môn Brahma khi nghe người kể về Đức Phật liền cử người đệ tử tài ba của mình là thanh niên Uttara để đi đến Đức Phật và tìm hiểu xem cái thân của ngài có phải đủ 32 đại nhân tướng hay không. Bởi vì ông ta nói với đệ tử rằng theo truyền thống Bà La Môn thì một người có đầy đủ 32 đại nhân tướng thì người đó sẽ là Phật
bậc giác ngộ vĩ đại. Nếu ở tại gia cư sĩ không xuất gia thì ngài sẽ là một vị chuyển luân vương. Thì thanh niên Uttara này đã đi đến Đức Phật để quan sát, và khi thấy biết được các cái đại nhân tướng thì thanh niên nó đã theo dõi sát Đức Phật trong suốt 7 tháng như bóng không rời hình. Để tìm xem ngài có những cái khuyết điểm nhỏ nhặt về cử chỉ quy y hay không. Nhưng mà cuối cùng thì thế nên Uttara đã thấy Đức Phật là một người rất là hoàn hảo, liền về bạch thưa lại với thầy của mình là Bà La Môn Ramayu. Thì Bà La Môn đó vừa nghe xong lời trần thuật của đệ tử, ngay tại chỗ ngồi ông ta đã đứng lên và sửa lại y phục trang nghiêm, chắp tay hướng về Đức Phật và đảnh lễ Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Ma Sambuddhassa ba lần, đảnh lễ Đức Thế Tôn mực ương cúng chánh kiến tri. Rồi sau đó ông ta nhờ người đệ tử thông tin đến Đức Phật là Bà La Môn Ramayu sẽ đi đến ý kiến Đức Phật. Chúng ta cũng nên biết rằng là cái vị Bà La Môn trưởng thượng này là một vị Bà La Môn có nhiều uy tín, chẳng những niên cao lập lớn đã 120 tuổi rồi mà lại là người Bà La Môn thông suốt Tam Phệ Đà, biết rõ những cái lễ nghi trong những cái cuộc tế lễ. Và là thầy của một cái hội chúng. Là một người như vậy, nhưng mà đi đến với Đức Phật, Ramayu không có làm phiền toái Đức Thế Tôn bằng cái phong cách ngạo mạn, thách thức, tranh luận. Và trái lại, Ramayu chỉ đi đến để nhận xét đại nhân tướng của Đức Thế Tôn một lần nữa và khi được Đức Thế Tôn này dùng thần thông cho ông ta thấy đủ cả hai đại nhân tướng của ngài, bởi vì có hai tướng ẩn ở trong thân ngài, ngài làm cho thấy, thì Bà La Môn khởi cái lòng tin.
Ở trong Milinda Đức vua Milinda đã bạch hỏi tôn giả Nagasena: Đức Thế Tôn, là vị thu thúc thế, tại sao trong trường hợp có một vài trường hợp mà Đức Thế Tôn ngài lại để lộ cái thân trần và lè lưỡi ra cho người khác thấy thêm hai cái đại nhân tướng, thì ngài đã cái xin đáng ngài đã giải thích cho vua mình đã biết không phải Đức Phật không có sự thu thúc. Ở trong trường hợp đó thì khi ngài dùng thần thông để lộ ra hai cái ẩn tướng, chỉ có người đó nhìn thấy, chứ hội chúng nếu có mặt ở đó thì không có thấy được. Với lại Đức Thế Tôn làm như vậy không phải ngài có cái sự dễ vui hay là tức thiếu thu thúc, mà Đức Thế Tôn làm như vậy vì cái lòng bi mẫn muốn tiếp độ những chúng sanh đó. Khi mà những nhân vật này ngài biết rõ, nếu mà họ biết đủ 32 đại nhân tướng Mahalakshmi thì lúc bây giờ họ sẽ khởi lên cái lòng tin nơi Phật pháp và sẵn sàng để nghe ngài thuyết giảng. Họ sẽ thu thập được tinh hoa của giáo pháp và họ trở thành bậc thánh. Vì cái lòng bi mẫn đó mà ngài phải hiển lộ đại nhân tướng như vậy. Nhưng mà chỉ hiển lộ vừa đủ để cho người muốn tìm hiểu họ thấy thôi, còn hội chúng không có thấy cái thân trần của Đức Thế Tôn này. Thì như vậy sao có thể nói rằng là Đức Thế Tôn thiếu sự thu thúc? Đại khái là trong kinh Milinda Bạch đã trình bày một câu hỏi có liên quan đến đại nhân tướng của Đức Phật như thế. Thì ở đây người Phật tử chúng ta cũng phải hiểu rằng là khi mà thanh niên Uttara đi đến Đức Phật và phần lớn chỉ thấy được phần lớn là 30 tướng trừ hai tướng là tướng lửa rộng dài và tướng mã âm tàng, và cái tâm còn có cái sự nghi hoặc không biết Đức Thế Tôn có đủ 32 đại nhân tướng hay không, thì lúc đó Đức Thế Tôn biết ngài sẽ tạo duyên để mà tiếp độ và la môn Brahma ngài mới cho biết. Và đến khi mà bà la môn trưởng thượng Brahma đi đến Đức Phật thì Đức Thế Tôn cũng đã hiển lộ hai cái ẩn tướng để cho Bà La Môn Brahma
được chứng kiến, được thấy và phát tâm trong sạch nơi ngài. Từ đó Brahmayú có thể lãnh hội được giáo pháp do Đức Thế Tôn thuyết. Khi mà đã nhìn thấy tận mắt về đại nhân tướng của Đức Phật rồi, thì vị Bà La Môn này đã hỏi Đức Phật: về ý nghĩa và được gọi là bậc vô lý, bậc trí tuệ và bậc vô tha, tức là Phật Đà, bậc giác ngộ. Cho đến mức độ như thế nào được gọi là vô lý, cho đến mức độ như thế nào được gọi là Phật Đà, thì Đức Thế Tôn ngài đã giải thích. Bà La Môn Brahmayú đã lĩnh hội và quan hỷ với lời giảng giải của Đức Thế Tôn về những câu hỏi của ông ta. Ông ta chứng được pháp giảng ly trần vô cấu. Và sau đó, khi mà Đức Thế Tôn ngài đã rời khỏi Mithila để đi du hành ở nơi khác, thì ở đây Bà La Môn Brahmayú đã tiến bậc chứng đắc được Tu Đà Hàm và A Na Hàm, rồi viên tịch mệnh chung tái sanh về cảnh giới phẩm thiên. Đến khi mà sau này, khi mà các vị tỳ kheo bạch hỏi Đức Phật về cái sự tái sanh của Brahmayú, Đức Phật đã cho biết rằng là Bà La Môn Brahmayú đã chứng được quả bất lai. Quá sanh vào cái cõi sắc giới tình hư, không trở lưu lại khỏi dục giới nữa. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, khi mà chúng ta có niềm tin ở Đức Phật, muốn có niềm tin ở Đức Phật là chúng ta phải dựa vào một trong bốn cái tiêu chuẩn để chúng ta khởi lên cái lòng thành tín ở Đức Phật. Cái nào cũng được, âm thanh hay sắc tướng, hay là âm thanh, hay là cái sự bần khổ luôn khác, hay là pháp cũng được. Một khi mà đã có niềm tin rồi thì lúc đó chúng ta sẽ hoàn toàn tùy thuận vào nơi pháp. Còn bây giờ khi buổi đầu khởi lên cái lòng tin lên Đức Phật thì dựa trên
bốn cái nguyên tắc đó mà khởi lên cái lòng tin. Thì ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta đó, là một người Phật tử, là một đệ tử xuất gia hay là tại gia của Đức Phật, thì chúng ta phải biết nhờ cái niềm tin người ta khởi lên những cái thiện pháp, nhờ cái lòng tin người ta thực hiện được những cái thiện pháp. Nghĩ như vậy thì chúng ta hàng ngày đó, chúng ta suy nghĩ như thế nào để chúng ta khởi lên cái lòng tin lên Đức Phật, thì chúng ta không có được tận mắt thấy tôn nhang của Đức Thích, của Đức Phật, thì chúng ta dựa vào trong kinh điển ghi chép lại mà chúng ta biết Đức Thế Tôn người là bậc có đầy đủ 32 đại nhân tướng, 80 cái vẻ đẹp. Chúng ta cũng không được tận tai nghe âm thanh của Đức Thế Tôn thuyết giảng, và chúng ta chỉ biết được trong kinh điển là ghi chép. Thì bây giờ chỉ còn có hai điều còn lại và chúng ta dựa vào đó chúng ta khởi lòng tin lên Đức Phật. Chúng ta quá biết rõ ngài xuất thân là một vị Sắc Đế Lợi Brahmayu, cũng đã suy nghĩ như vậy. Ngài xuất thân từ cái vị Sắc Đế Lợi Khatiya, và ngài đã từ bỏ cái ngôi vị đế vương để trở thành một vị sa môn. Thì tất cả chúng ta ai cũng biết được điều đó. Thì bây giờ chúng ta cứ suy nghĩ cái chỗ đó mà chúng ta có được cái lòng tin lên Phật. Nhưng ở đây nhé, cái điều quan trọng là chúng ta lấy pháp để chúng ta làm chuẩn mực và chúng ta khởi lòng tin lên Đức Phật, nó hay hơn. Bởi vì cái trường hợp mà một người họ đi đến với Đức Phật khởi lên cái lòng tin do vì họ dựa vào cái sắc tướng của Đức Phật, cái âm thanh của Phật, dựa vào cái sự bần khổ mà Đức Thế Tôn ngài đã sống để mà họ khởi lên cái lòng tin. Nhưng mà cái đó chỉ là tạm thời, bởi vì cái sắc tướng âm thanh rồi nó cũng sẽ phai nhòa. Duy chỉ có pháp của Đức Phật đó, chúng ta lắng nghe, chúng ta suy nghiệm và chúng ta hiểu được giáo pháp tuyệt vời của Đức Phật, chúng ta khởi được cái lòng tin, thì chính cái lòng tin đó là cái lòng tin nó đem lại nhiều lợi ích an lạc. Cho nên ở đây khi mà chúng ta học hỏi về Phật pháp, chúng ta cố gắng nghe và cố gắng hiểu những lời dạy của Đức Phật,
để chúng ta nuôi dưỡng cái lòng tin của mình đối với Đức Thế Tôn. Và khi đã có cái niềm tin đó rồi thì chúng ta sẽ thành tựu được các cái thiện pháp khác. Nhờ vậy mà chúng ta có cái cơ hội tu tập được tiến bộ dễ dàng. Và hôm nay vì thuyết trễ cho nên giờ này chúng tôi mới kết thúc cái bài giảng. Chúng tôi xin kết thúc ở đây. Hãy kính chúc chư Tôn Đức và chúc tất cả các Phật tử chúng ta luôn luôn được thành tựu lòng tin dựa trên pháp, luôn luôn chúng ta được an lạc, được tiến hóa. Bây giờ xin được cung thỉnh Thượng tọa Chánh Đẳng trở lại điều hợp những cái câu thảo luận với chư tăng. Nam mô Bổn Thầy. Thì bài kinh hôm nay đó thì có một đoạn đề cập đến tuần tự pháp thoại, tức là Đức Phật ngài giảng về bố thí trì giới, về hạnh phúc của cõi trời, về sự tai hại của dục lạc vân vân. Thì bài tuần tự pháp thoại không có được nói nhiều đến tại đây cả, tại vì đó là một bài pháp tương đối rất là quen. Thì xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ thượng tọa nói thêm một ít là về nội dung của tuần tự pháp thoại này, và tại sao mà cái nội dung bài pháp đó lại thường được Đức Phật giảng cho nhiều người mà chúng ta được tìm thấy ở trong kinh cung thỉnh thượng tọa. Anh đồng một thầy kìa. Ở kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, đối với một số nhân vật tâm của họ cần phải được gột rửa dần dần theo cái thứ tự, theo thứ lớp. Thì như vậy giống như một cái tấm vải phải giặt sạch từ ở bên ngoài, dần dần mới đi vào ở trong giữa thân tấm vải. Như vậy thì cái tấm vải đó nó sẽ được giặt sạch. Chúng ta đọc ở trong luật tạng đó, thì chúng ta sẽ thấy những trường hợp như là công tử Giá Xá, bạn của công tử Giá Xá, và có rất nhiều những nhân vật đi đến Đức Phật trong buổi đầu
Khi mà Đức Thế Tôn còn biết tâm của họ đã sẵn sàng, thì Ngài thuyết về cái tuần tự pháp thoại Anuppopikatha, tức là cái pháp thoại thứ lớp từ thấp lên cao. Trước hết Ngài thuyết về đề tài bố thí đa ná tập tha, thuyết về cái hạnh xả ly tài sản, cái hạnh san sẻ đến người khác những gì mình có, và Ngài nói về cái quả báo của sự bố thí. Bởi vì thường thường đó, cái tâm của chúng sinh nó bị bẩn chật là do cái tâm chấp thủ ngã sở là của ta. Và nếu như cái tâm bị cố uế ô nhiễm bởi do cái sự bẩn sẻn keo kiết, thì như vậy người ấy khó có thể thâm nhập được thiện pháp. Cho nên cái buổi đầu, cái bước đầu là Đức Phật là phải thuyết về đa ná cà tha, tức là giảng về cho họ cái pháp bố thí. Ở đây cái chữ đa ná không hoàn toàn chỉ có nghĩa là Đức Phật là dạy là phải bỏ tiền ra hay bỏ tài sản ra để bố thí, nhưng mà trong đó hàm ý rằng là trước tiên con người để muốn để cho tâm nó được thông thoáng thì phải biết vị tha, tức là san sẻ cho người khác những gì mà mình có. Cái đó là cái lợi ích thứ nhất mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết về Bodhisattva. Cái điều thứ hai đó là đề tài trì giới Silakatha, là thuyết về đời sống phạm vi trì giới hạnh. Là những cái nguyên tắc phạm hạnh mà một người tu tập thì họ phải có những cái nguyên tắc sống đó, tức là làm gì cũng dựa trên phương diện giới, giới luật. Bố thí không chưa đủ mà phải giữ giới nữa. Bởi vì có sự giữ giới, tức là sống có nguyên tắc đạo đức đó, thì cái nguyên tắc đạo đức đó sẽ giúp cho con người trở nên hoàn hảo. Tất nhiên là khi mà giảng về bố thí hay là giữ giới hay là vị giới, thì Ngài cũng nói luôn về anisamsa, tức là cái quả báo của sự bố thí, quả báo của sự trì giới. Rồi thứ ba đó, sau khi đã là như vậy, tâm của họ tạm lắng yên bởi do cái sự xả ly, và do họ sống tuân thủ nguyên tắc đạo đức. Thì bây giờ để khuyến khích, để khích lệ làm cho họ hoan hỷ, khi mà Ngài biết rõ tâm của họ đã sẵn sàng và có niềm tin nơi nơi Ngài, thì lúc đó Ngài thuyết về đề tài của trời Sakyatattha, là thuyết về sự vinh hoa ở các cõi chư thiên, là những chúng sanh có nhiều phước báo. Đây là trường hợp mà Ngài bước thứ ba là Ngài tán thán về phước báo.
được sanh về cõi trời như thế nào thế nào. Thì Ngài đã thuyết qua cái giai đoạn trình tự đó, thì tâm của cái người nghe họ đã thấm nhuần giáo lý. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn Ngài mới bắt đầu hướng tâm họ đến một chỗ xa hơn, đặc biệt hơn, tức là Ngài thiếu được cái sự nguy hiểm các dục lạc. Càng mà đi nào quá cả tha, tức là Ngài thiếu về nỗi khổ lụy của sự mê lý dục trần. Bởi vì cái tâm phàm phu lúc ban đầu chưa có hành thiện, nhưng mà khi đã thấy rõ cái lợi ích của việc hành thiện, cái quả báo thiết thực là được sanh về cảnh trời được an hưởng hạnh phúc. Thì bây giờ Đức Thế Tôn Ngài thuyết và trình bày để cho thấy cái sự nguy hiểm của các dục. Các dục là phú ít khổ nhiều, sự nguy hiểm ở đây càng nhiều hơn. Khi mà người nghe mà họ thấu đáo, họ hiểu được cái sự khổ lụy của dục trần, từ lúc bây giờ Đức Thế Tôn Ngài bắt đầu nói đến cái đề tài quan trọng nhất, tức là nên cầm mà đi sẵn sàng thà để của sự xuất gia từ quả dục. Nghe đến đây thì cái người nghe pháp lãnh hội được đó. Tóm lại là năm pháp thoại này được Đức Phật thuyết giảng áp dụng đối với những người có duyên tiệm tiến. Tức là người mà hữu duyên một tiếp độ dần dần, thì Ngài dạy cho cái từ thấp đến cao, từ dễ sang đến khó. Đó là cách mà Đức Thế Tôn Ngài dắt dẫn cái niềm tin của họ từ thấp lên cao. Đức Thế Tôn Ngài thuyết trong pháp thoại này trước, rồi khi thấy tâm tư của họ đã nhu nhuyễn, đã sẵn sàng lãnh hội pháp cao, thì Đức Thế Tôn Ngài mới thuyết về. Sau khi Ngài thấy tâm tư của họ đã nhu nhuyễn, đã sẵn sàng lãnh hội, thì Đức Thế Tôn Ngài giảng về tứ diệu đế. Là khổ đế, tập đế, trực đế, đạo đế. Bây giờ thì
Xin Vương Thỉnh Thượng Tọa Giao Đẳng trở lại điều họp thảo luận. Chúng tôi xin kết thúc cái câu trả lời thứ nhất mà Thượng Tọa Giao Đẳng vừa nêu. Nam mô Bổn Thầy nha. Sa thú kính trình thưa tọa tổ sư, xin thỉnh thưa tọa tổ sư đi nghỉ. Thượng tọa Tề Quyền ấy, thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa Tề Quyền nghe được, xin thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 2. Thưa tọa Tề Quyền, chúng ta thấy rằng ở trong kinh có ghi lại rất là nhiều trường hợp liên quan đến xem tướng, liên quan đến chiêm tinh. Đó là cái điều gì rất là phổ thông trong cái văn hóa cũng như tín ngưỡng của Ấn giáo. Thì người Phật tử có nên chú trọng về về việc xem tướng chiêm tinh không? Và cái quan niệm chúng ta về xem bói toán như thế nào là hợp lý, theo gọi là hợp lý theo Phật pháp? Xin kính thỉnh Thượng tọa Tự Quyền. Nam mô Bổn Thầy nhé, Nam mô Tham Ma nhé, Nam mô Sang Thầy nhé. Dạ, để chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng, kính lễ đến Sư Phụ Thiền Sư Thượng Tọa Giác Đẳng và cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng Sư Phật tử. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, quả thật thì nếu như tinh thần mà chúng ta xem tướng hay xem bói hay là xem những cái thuật này từ kia thì cái lời dạy của Phật là không có dạy, không khuyên chúng ta, hay là thường thường thì Đức Phật ngày bảo chúng ta phải tin nghiệp quả, tin vào cái phước của mình, cũng nghe tin vào cái nghiệp của mình. Phước có thì mình có, mà phước không có thì mình không có. Nó được thì nó được, nó mất thì nó mất. Ví dụ bây giờ mình thấy có những người người ta có tướng tốt nhưng chưa chắc người ta lại là được được tốt. Có những người xấu như điều mà do cái nghiệp người ta xấu, nhưng người ta có cái phước. Ví dụ bây giờ người ta nói là ta có cái phước đức, có phước trí, nhưng người ta không có cái phước thì ta không có cái phước vật, phước đức. Người ta không có phước trí, người ta có phước trí, người ta không có cái phước vật, vân vân. Thì phải nói cái điều mà bởi vì tại sao mà Đức Phật không đề cập đến điều đó, bởi vì cái điều đó nó chỉ là tương đối và nó cũng thay đổi theo cái thời gian, theo cái nghiệp quả của chúng ta. Chứ không thể nào mà cứ như hôm mà tướng thì tướng chúng ta nó xấu, thì thường thường thì nó sẽ cái thời gian nó dài, nó lâu, hay là nó sẽ gặp những cái nó A, nó B, nó C, thì chúng ta gây ra, chúng ta hoang mang, chúng ta lo lắng. Ví dụ xem bói bia thì nó cũng có những cái điều căn bản để nó có tướng tướng hiện trạng ra. Tức là dĩ nhiên rằng chúng ta tâm nó sinh sắc tâm, sắc nghiệp, thiện sắc nghiệp, sắc pháp. Thì nên là vậy, nhưng điều mà nó thể hiện ở một cách tương đối, khi tâm của chúng ta nó biến đổi, nó vô thường, nó liên tục. Và nghiệp chúng ta nó cũng không ai mà đón định được. Nếu mà xem bói, xem tướng người ta đón được hết rồi, thì còn nói gì nữa. Nhưng người ta cũng đâu có thể nói rằng cái tuổi này thì đường chỉ tay này nó như thế này, đường chỉ tay này nó như thế kia, thì tương lai mình sẽ như thế này, tương lai mình như thế nọ. Rồi chúng ta chỉ nghĩ về cái tương lai, chúng ta cầu ước về tương lai, nhưng sự thật là hiện tại chúng ta không có chúng ta không có tập trung, hay chúng ta không có cố gắng ngay trong hiện tại này, thì cái sự tập trung nó vô giá trị. Và nó có một điều nữa là nói thật thì khi chúng ta xem tướng hay xem bói thì ai cũng muốn là mình tìm cái điều tốt, chứ mình không tìm cái điều xấu. Xấu thì mình rất là sợ. Những điều sợ chúng ta cứ nghĩ là cái chuyện sợ hay không gì rồi cũng đeo mang, có tránh cũng không được, mà có né cũng không xong. Phải nói rằng là chúng ta cứ thực tế, thực chất, cứ đi thẳng vào cái nghiệp quả, và
tin nhân tin quả thì chúng ta không không có lo sợ. Còn cái vấn đề mà bị những cái tình huống này, bị nhiều khi có nhiều người bị kỳ, người ta bị cái tướng chúng ta nó bị một cái hơi khuyết tật hay là có cái gì đó mà nó bị giới hạn, thì đó là cái tướng xấu. Nếu mà chúng ta cho rằng nó xấu thì cũng tội nghiệp cho người ta, nhưng người ta cái tâm người ta cũng rất là tốt. Nhiều khi mình gặp cái tướng xấu đó nhưng nó lại tốt, cái tâm người ta tốt không chừng, cho nên chúng ta không có trông mặt mà bắt hình dung được đâu. Vậy cho nên trên tinh thần của Phật 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 giáo thì không có tin tưởng về cái điều đó. Nó cho cái điều đó là một, đó là cứu cánh, là nó một cái điều gì mà nó tốt đẹp cho đời sống của chúng ta, mà đời sống của người đệ tử, tức là chúng ta tin nhân quả nghiệp báo và chúng ta không sợ sệt cái chuyện gì, không phải lo lắng chuyện gì, tất cả là do nghiệp quả nó tạo thành, chúng ta là như vậy. Bây giờ muốn thay đổi cũng sẽ không thay đổi được do cái nghiệp quả, thì chỉ thay đổi trên cái tinh thần nó do chúng ta có cái hành thiện nhiều, chúng ta làm việc thiện nhiều thì nó chuyển đổi cho chúng ta thôi. Chứ nếu như mà chúng ta muốn cũng không có được, muốn mà chúng ta không có làm thì cũng không có hiệu quả. Cho nên đòi hỏi cái người đệ tử phải có một cái có sáng suốt. Có một số cái bệnh của chúng sinh gì lắm, khoái đi xem bói để đoán cái phương hướng tương lai của mình như thế nào. Cái này nói thật luôn, người Phật tử mình luôn á, Phật tử mình cũng quy y, cũng nghe pháp, cũng học đạo, học kinh chứ. Gặp ai người nào đó nhìn cái tai, nhìn cái mặt, cái nói phán về điều cái tự nhiên nó đúng, cái tự nhiên cái mình lung lay liền. Như người ta nói xong thì dĩ nhiên người ta nói ba bốn lời, ta nhìn cái mặt mình, cái người ta ta diễn tả tiếp luôn. Cái mình nói về chúng sinh ai mà không có buồn có vui, không có khổ lúc này có khổ lúc nọ, thì coi như người ta nói sao cũng vô, nói A nói T nói C B gì đó, rồi thế nào nó cũng đúng. Rồi tự nhiên chúng ta nghe chúng ta rất là giật mình, ủa sao mà nói hay quá. Nhưng sự thiệt ra là phải nói rằng là nó cũng có những cái, khi người ta nói thì tình đặt nó cũng có những cái đúng, nhưng điều một cái đúng đó nó do một cái tác động nào đó vân vân, nhưng nó cũng là một cái tương đối, chứ không có thể tuyệt đối, cũng giảm cấp độ đó. Đây là nói về những người mà thật sự là có cái sự nghiên cứu, có một sự tìm tòi và có một sự kinh nghiệm theo coi như là theo vật lý và theo cái tâm lý. Chứ còn nếu như quý vị biết thì chúng tôi không hay đón cái tâm lý, nhìn sắc tướng người đó và nhìn thấy người đó như thế này thế nào thì mình đón ra được, thì cái đó do cái sự phán đoán của chính mình. Còn sự thật ngoài để xác suất thì nó cũng tùy lúc tùy duyên. Thì ở đây cho nên vì vậy là đây cái điều mà Phật giáo không có dạy, mà lời Đức Phật không có khuyên chúng ta phải tin theo, phải chạy theo nó. Cho nên vì vậy chúng ta phải vững tâm, vững do cái nghiệp quả nó tạo thành. Dạ. Thì kính bạch thượng tọa, đây chính là cái câu trả lời của chính con. Nếu có gì cờ bố túc thì kính cùng thỉnh thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy nhé. Nếu sư Minh Thông nghe được, thỉnh sư Minh Thông có thể chia sẻ là mỹ tướng và hảo tướng có giống nhau không? Thí dụ như một người đẹp á, thì có phải là họ có quý tướng không? Hay là quý tướng mà được đề cập như 32 đại trượng phu tướng á, là có một ý nghĩa khác? Xin kính thỉnh sư Minh Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, con tuân lệnh sư phụ. Có ý kiến cho câu thảo luận số 3 hỏi rằng mỹ tướng và quý tướng nó có giống nhau hay không? Kính thưa sư phụ, những từ ngữ này rất là đẹp và rất là khác nhau. Mỹ tướng tức là một người để mình mà người ta nhìn vào đó mình ta thấy mơ thương là tại vì người đó quá đẹp. Còn quý tướng đó, là cái người đó có cái tướng rất là quý báu, có thể là cái tướng đó giúp cho người đó có một cái trí tuệ, giúp cho người đó có thể làm được những cái thành tựu về sự nghiệp và tài năng và danh vọng, hay là tất cả những cái gì mà tốt cho tương lai của họ.
Chứ còn cái mỹ tướng là cái bề ngoài mà thôi, cái sắc đẹp gì bề ngoài, cái đẹp với cái xấu thì mỹ tướng là cái đẹp chứ không phải là cái xấu. Còn ngược lại cái quý tướng là người đó nếu là tu hành đó, thì có thể là chứng sơ nhị tam tứ thiền của sắc giới và không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ của vô sắc giới. Đó là cái thiền định. Còn cái thứ hai nữa là đạo quả là sư nhị tam tứ đạo và a la hán quả, thì cái đó là cái người mà có cái quý tướng thì có những cái thành tựu đó. Khi trong con đường mà họ sống rồi họ tu hành sẽ thành tựu đó, thì cái đó gọi là cái quý tướng hay là hảo tướng. Còn cái mỹ tướng là chỉ cho người ta có cái sắc đẹp mà thôi. Kính thưa sư phụ, cái sự hiểu biết cạn cỡ của con chỉ có thể thấy đến đó, nhưng mà có thể là sai lầm. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai để giảng dạy thêm sâu sắc hơn, để mà con có thể được học hỏi và chư vị Phật tử trong đạo tràng có thể mở rộng tầm mắt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sao thú kính trực sư Minh Thông, xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không vậy? Kính bạch chư Tôn Đức, thưa quý Phật tử, xin được dành thì giờ còn lại để chia sẻ thêm một đôi điều về ý nghĩa của bài kinh ngày hôm nay. Thật ra thì hôm nay chư tăng cũng bận, trước khi đi vào chia sẻ này thì cũng xin thay mặt tất cả chị Tăng và quý Phật tử để xin được gửi lời chia sẻ cũng như hồi hướng cho bà ngoại của Đại Đức Tuệ Tri và cũng là thân mẫu của cô tu nữ Tịnh Hạnh, cô bản thân là Việt Nam và tăng lễ đã được tổ chức. Nguyện cầu cho cụ bà cũng cốt là một trung nữ và cũng là một người hộ trì Phật pháp lâu năm, xin cho cụ bà ở cảnh giới nào cũng đầy đủ những cái thánh duyên, tiếp tục tu tập những thiện pháp và cuối cùng thành tựu được chánh trí mà Đức Phật và chư vị thánh nhân đã chứng đắc. Bạch chi tôn đức và thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng tôi muốn trở lại với bài kinh ngày hôm nay. Ở trong bài kinh này mở đầu cho cái phẩm gọi là phẩm Brahmana Quát Cát, như đã có nói một vài lần trước đây là xã hội Ấn giáo, chúng bị sẽ Ấn Độ đó, là cái chữ của chúng ta là từ chữ India, India từ chữ Indra, Indra tức là thiên chủ, chúng ta từ là đế thích, nhưng mà ngày xưa người Trung Hoa hoặc là Ấn Độ là thiên trúc. Khi mà chúng ta đang nghe nói đến thiên trúc hay là India đó, thì chúng ta có hiểu được là cái bản sắc về tín ngưỡng văn hóa của Ấn Độ đó, nó là một cái bản sắc rất nặng về tín ngưỡng. Và cái nền tín ngưỡng đó từ ngày hôm nay thì gọi là Hindu. Hindu có khi chúng ta dịch là Ấn giáo, nhưng mà rất là thú vị là chữ Hindu là một cái chữ của xứ Persian, tức là chữ của Ba Tư của Iran ngày nay đó. Và khi mà người Hồi giáo, mấy những cái vị vua Mông Khôn, vị vua Hồi giáo mà chiếm Ấn Độ đó, thì họ gọi bà là Mông giáo, gọi là Hindu. Hindu tức là ngoại đạo, ngoại giáo. Nhưng người Công giáo họ lại chấp nhận chữ đó, là họ gọi Hindu. Nhưng mà Hindu bây giờ là, tức là cái chữ gọi cho cái đạo gọi là đạo Brahmanism, tức là bà là Mông giáo. Dạ, bà là Mông. Thì bà là Mông giáo á, là một hệ thống tín ngưỡng. Bà là Môn giáo đó là văn hóa,
và bạn là môn giáo cũng là một cái thực tại rất là sâu sắc về sự phân chia giai cấp ở trong xã hội của đất nước Ấn Độ ngày nay. Và khi mà chúng ta đề cập đến các tôn giáo thì chúng ta chỉ đơn thuần tôn giáo là tôn giáo, nhưng mà đối với Ấn Độ thì Đạo Bà La Môn không đơn giản là một tôn giáo. Cái luật mà người Bà La Môn gọi là luật Manu, luật Manu nó là một cái luật mà đã trở thành một cái nếp của xã hội từ từ thời nào tới giờ người ta không biết được. Chỉ có điều là Ấn Độ họ gọi là con người, họ gọi là Manusa, và Manusa tức là những người sống theo luật Manu. Thì cái đó là từ thái cổ, từ xa xưa tới bây giờ. Và khi nào những người nào mà đã hành hương sang Ấn Độ, nhìn thấy cảnh tượng những người Ấn Độ tóc ở sông Hằng, nhìn thấy những cái ngày lễ Diwali, nhìn thấy các cầu nguyện hàng ngày của những người tài xế Ấn Độ, và nhìn thấy sự phân chia khắp Ấn Độ, thì chúng ta mới nhận ra được rằng một cái xã hội như vậy, một cái nền văn hóa như vậy mà được chuyển hóa và để họ thay đổi trở thành những người Phật tử, và Đạo Phật đã tồn tại trên mảnh đất đó suốt 1.700 năm, từ thế kỷ thứ 5 trước Tây lịch cho đến thế kỷ thứ 12, thì thực sự không phải là một việc đơn giản. Quý vị không nghe chúng tôi nói được phải không? Xin lỗi quý vị không nghe chúng tôi. Dạ vâng. Thì thưa quý vị, người Bà La Môn giáo đó, họ có những người Bà La Môn đó, họ có những điểm mà chúng ta nên lưu ý, đó là họ rất là trọng về tri thức. Thật ra cái chữ V đó mà chúng ta gọi là vệ đà đó có nghĩa là tri thức. Đó là một tôn giáo mặc dù rất nặng về cái bản chất tín ngưỡng nhưng mà lại chú trọng nhiều về kiến văn. Thật ra nói về lý sự, nói về biện luận, nói về giáo thuyết thì Bà La Môn mênh mông lắm. Ở trên đó một điều rằng vị nào mà quen thuộc với Phật giáo Đại Thừa, với cái ngôn phong và cách lập luận ấy, thì quý vị hiểu rằng đó là một phần rất là nhỏ của Bà La Môn giáo. Bà La Môn giáo thì đủ lý luận và kinh điển rất là nhiều. Như quý vị thấy những bộ kinh như Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm mà dạy như vậy đó, thì thật ra chưa có thấm chí gì với những bản trường thi của Mahaparita v.v. Thật ra một cái bản sắc của Bà La Môn giáo đó, đó là lý luận, đó là kiến văn, tri kiến, kiến thực rất là nhiều. Nên khi Phật Ngài đem cái ánh sáng Phật Pháp vào trong xã hội Bà La Môn, thì đầu tiên đó, thì Ngài phải đặt lại cái cách suy nghĩ của, phải chuyển hóa cái suy nghĩ của Bà La Môn giáo. Đây là một điểm không đơn giản. Không đơn giản chút nào, tại vì từ cái quan niệm khổ hạnh cho đến quan niệm về ngã, cho đến nhiều nhiều thứ quan niệm khác ở trong bài kinh này, thì chúng tôi mới nghe nó 32 đại trưởng phu tướng, nghe đơn giản nhưng mà chính ra thì không có đơn giản. Và Brahmayu và người học trò Uttara đều là những người rất là bác về tướng pháp. Về tướng pháp thì chúng ta sẽ bàn ở một đoạn khác, ở một bài kinh khác nữa. Nhưng mà ở đây đó thì thưa quý vị, chúng ta phải nói rằng Đức Thế Tôn Ngài, nếu không phải là một bậc vô thượng điều nữ mà có những cái quý tướng đặc thù thì thật ra cũng rất khó độ những người này, rất khó độ chứ không phải đơn giản. Nhưng mà nếu chúng ta đọc kỹ những bài kinh này thì chúng ta thấy rằng
Đức Thế Tôn đã đưa tất cả vượt qua cái nếp tín ngưỡng truyền thống, cái nhìn cố hữu của họ về thế nào là thấp cao, thế nào là những cái phàm trần trường tình, cho đến những cái gì mà thiêng liêng cao cả, mà Đức Thế Tôn Ngài đã phải tương đối là tốn công tốn sức để đưa những vị Bà La Môn này trở về với một vấn đề căn bản, đó là giác ngộ giải thoát. Sự giác ngộ giải thoát ở tại đây chứ, nó hoàn toàn khác với cái giáo thuyết của Bà La Môn. Nó từ trường hợp như là những quý vị quen sống với người nào đó, mà người đó nặng cái chuyện mà cúng tế nghi lễ, bây giờ quý vị nói là làm sao đời sống mà nó đơn giản, bớt những cái lục sục đó đi, bớt những cái rộn ràng đó đi, không phải dễ dàng. Không phải dễ dàng. Chứ tuy đọc rất là nhiều Phật tử ở history, khi mà họ theo Tây Tạng thì họ theo rất là nhanh, nhưng mà khi họ học kinh, những như Trung Bộ, Trung Bộ họ, họ không có thích thú gì. Bởi vì mình hiểu rất là rõ là cái bản chất của con người chúng ta đó thì thích cái hình thức, thích cái gì mà nó rộn ràng. Thí dụ như ở trên bàn thờ mà bài vẽ càng nhiều thờ nhiều họ càng thích, còn thờ đơn giản thì họ không có hoan hỉ. Quý vị thấy cái chuyện đó đã khó rồi, khi mà những người Bà La Môn đến với Đức Phật thì phải nói rằng ngoài cái chuyện mà lý luận đa sự thì họ mang theo lĩnh kỉnh đủ thứ chuyện, đủ thứ. Một cái hình ảnh mà chúng tôi thấy rằng được ghi tương đối chi tiết ở trong kinh là có ba anh em ruột mà đều là những nhà thông thái, Bà La Môn thì là Kassapa, thì ba vị này đều đi xuất gia làm đạo sĩ Bà La Môn, và mỗi anh em đều có cái đồ chúng, tức là có một cái hội chúng tương đối cũng đông. Cái vị đầu tiên là Urukassapa, vị thứ hai là Gajakassapa, vị thứ ba là Nandakassapa. Thì cả ba vị này mỗi vị đều nguyên bác từ giáo viện Bà La Môn, đều hướng dẫn những người học trò của mình về nghi lễ, về tánh lý phệ đà vân vân. Đến khi mà Đức Phật Ngài rời Isipatana, Ngài về lại Uruvela, thì Ngài đã đến độ cho cái vị đạo sĩ đầu tiên là Uruvela Kassapa. Dạ, tức là người anh lớn. Ngài cũng tốn nhiều công lắm, rồi cuối cùng thì Ngài đã cảm hóa được, và vị này đã trở thành một đệ tử Phật. Trong kinh nói rằng khi mà vị này xuất gia theo Đức Phật thì cùng với những đệ tử của mình cạo bỏ râu tóc, rồi quăng bỏ những cái pháp khí pháp cụ, những cái đồ mà chúng ta gọi là tuế nhiễm ấy. Tại vì họ là những người rất nặng về nghi thức cúng kiến, thành ra những cái mà pháp khí pháp cụ rất là nhiều mà họ quăng bỏ đến độ mà một số nó bỏ sử dụng suối, dọc suối nó trôi xuống và trôi xuống phía dưới, mà những cái hội chúng của những người em là Đa Giác Cá Sạp và Đa Giác Cá Sạp thấy có chuyện gì mà tại sao những cái đồ tiết diễn này bình thường là một cái góc chiếc góc cụ, là những góc chiếc góc cụ mà những vị đạo sĩ rất là quý, mà tại sao bị hoang bỏ đi. Thì tới chuyện lên thì đã biết rằng những cái người học trò của đạo sĩ Uru Vela Kassapa đã tu theo Đức Phật. Rồi tất cả ba kiến trúc của ba anh em đều tu theo Đức Phật thành 1.000 vị tỳ kheo, và với 1.000 vị tỳ kheo này, Đức Thế Tôn Ngài đã dẫn vào trong thành Vương Sát. Thì đó là một câu chuyện, nhưng mà ý chúng tôi muốn nói ở tại đây đó là cái việc mà những cái đồ tuế diễn, những pháp lý pháp phục mà được quăng bỏ đó, mà nó trôi sử dụng sống đó, thì chúng ta hiểu là đó là một cái thế giới của nghi lễ, cái thế giới của người, và cái thế giới đó nó ảnh hưởng sâu sắc với những người Bà La Môn lắm. Không phải dễ đâu. Không phải dễ. Nếu vị nào mà đi vào trong cái thế giới của
tôn giáo thì quý vị hiểu rằng nó cũng lĩnh kỉnh như ở bên ngoài, cái nhóm mà theo chính trị, theo văn hóa, nhóm nào nó cũng có cái lĩnh kỉnh của họ. Và Đức Thế Tôn cuối cùng rồi Ngài phải đưa những vị này trở về với một cái trọng điểm của cuộc sống, đó là làm sao thắp sáng được trí tuệ ở bản thân của mình, hơn là phải bận rộn, phải đi theo đuổi những việc như vậy. Chứ tôi sống ở thành Mỹ mà chưa có giai đoạn nào giống như giai đoạn này. Trong lúc thời đại dịch xảy ra, có rất nhiều trường hợp mà chúng tôi chỉ mong là mọi người có thể quên đi những cái rộn ràng về thế sự, những cái tranh chấp hơn thua, những cái này kia, bởi vì có thể ngày mai thì chúng ta nhiễm Covid và chúng ta chết. Tại sao phải hận thù? Tại sao mà phải nhìn cuộc sống cách gay gắt một cách rất là nặng nề? Nhưng mà dù sao thì rất là khó thuyết phục, thì khó lắm. Nó khó đến nỗi mà quý vị biết là ngay cả trong một gia đình mà cha và con cái thì cái sự chia rẽ nó sâu sắc về chính trị, về quan niệm, về thời thế như bây giờ, nó trở thành một vấn đề, nó như một cái hố mà cả đời chúng tôi sống chúng tôi chưa bao giờ thấy như vậy. Chúng tôi đã trải qua những cái trường hợp là sự phân hóa của giáo hội trong thống nhất những này chuyện kia, nhưng mà chúng tôi chưa bao giờ thấy cái thời đại nào như là thời đại hiện tại của đất nước Hoa Kỳ. Thì khi mà nói điều này, chúng tôi muốn nói rằng thời Đức Thế Tôn còn tại thế đó, không phải dễ dàng để Đức Phật Ngài đưa mọi người trở về lại với một cái ánh sáng của sự hiểu biết. Ánh sáng là điều quan trọng nhất của đời sống là gì? Chúng ta phải đặt lại điều quan trọng. Không phải là cái chuyện mà cúng kiến, không phải là lý luận, không phải là cái chuyện mà hình thức này, hình thức khác, mà chính là thắp sáng ngọn đèn tuệ, thắp sáng cái chánh niệm, cái sự giác ngộ ở mỗi chúng ta. Nó không dễ chúng ta hết, hoàn toàn không dễ cho quý vị. Đức Thế Tôn này đã làm việc đó với một cái sự khổ nhọc, để phải sức góp nhiều, để bộ phải giảng cho các vị này nghe, rồi cuối cùng vị này mới các vị này mới mới từ bỏ tất cả quy y Phật. Bởi vì khi mà chúng ta đọc những bài kinh này, nghe cái bộ đoạn kết luận là Palamon, Pramayu, hay là những bài kinh tiếp theo chúng ta nghe thấy rằng các vị Palamon nói rằng và Đức Thế Tôn giống như là một người lật lại những gì bị úp xuống, đem đèn vào chỗ tối, cho người có mặt được thấy. Con xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy Tăng. Ba câu mà Bhutan Saranang Gacchami, Dhammam Saranang Gacchami, Sangham Saranang Gacchami, ba câu đó không phải là ba câu đơn giản như là cái cách quy y của người Phật tử hiện tại bây giờ. Bây giờ có nhiều người chỉ tự quy y là để có pháp danh, bây giờ ta quy y chỉ là vấn đề nghi thức thôi. Nhưng mà khi mình nói rằng con đến nương tựa Phật, con đến nương tựa Pháp, con đến nương tựa Tăng, đối với những vị này là những câu nói để đời, những câu nói mà tạo nên một cái khúc quanh mới của cuộc sống chính họ, lớn lắm, quan trọng lắm. Bởi vì từ đó trở đi họ sẽ không tiếp tục theo cái lề thói của xã hội, họ không có đi theo cái tín ngưỡng cổ truyền, một cái quan niệm mà gắn chặt trong đầu của họ về tín ngưỡng, mà thay vào đó là một sự thay đổi toàn diện của cuộc sống, và họ trở thành những người Phật tử sống, một là làm thiện, đem được cái sự an lạc cho mình và những người xung quanh mình, hai là hiểu được cái giá trị của trí tuệ giải thoát và tu tập để dẫn đến giác ngộ giải thoát. Chỉ có nó đơn giản hơn, không còn phải chạy vòng qua những cái nghi lễ cầu kỳ, qua những cái triết học mà nó chỉ nặng về lý luận mà nó không nặng về cái giá trị thực tiễn. Nên
Chúng tôi rất mong Phật tử từ bài kinh này cho đến bài kinh 100 đó, là Phẩm Bà La Môn đó, chúng ta đọc thật kỹ và cố gắng để tìm thấy ở đó một cái bối cảnh của một nền văn hóa lâu đời ăn sâu vào trong xã hội Ấn Độ mà ngày hôm nay cũng còn như vậy. Mặc dù đạo Phật đã tồn tại trên mảnh đất 1.700 năm, nhưng mà khi ánh sáng Phật pháp ra đời trên thế kỷ thứ 12, Phật giáo biến mất tại Ấn Độ đó, thì cái nền văn hóa bởi môn giáo nó trở lại và không có gì dễ dàng hết. Ngài Goenka, một thiền sư Ấn Độ mà đã từng lớn lên ở tại Miến Điện đó, mà đem cái thiền Vipassana trở về lại giảng cho người Ấn Độ cũng phải mất nhiều công phu, nhiều năm lắm, chứ không phải một sớm một chiều mà thay đổi được. Nói chung là đây là một cái phẩm mà chúng ta rất cần để ý. Dạ, bởi vì không ai mà học kinh Phật mà không thể không biết về cái văn hóa và tín ngưỡng và bộ giáo. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma ở tại đây. Kính thưa chư tôn đức đã vào rung để thuyết giảng, lệnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Thành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn, chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự duyên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.